Hello, xin chào cả anh em 50 dòng xe Sipo 2 thì nha. Cái sau đợt lễ 30 tháng 4 về xe mình đi phong cách màu tím nó cũng cũ rồi, nát chán mình, mau chán rồi, mùa mưa tới thôi. Đi lại mâm ép hít cho mọi người phong cách đúng của Sipo ngày xưa hay chơi ha. Đổi quần áo chín lại màu đỏ ha. Rồi gần Tết thì chơi xanh cá sim ha. Bữa kia lên sân á, thấy ông anh ổng xài cái phục IC cũng hay quá, set map bằng máy vi tính á. Cái thời IC cũ là IMAX nha mọi người, còn thế hệ IC này IC mới chỉnh map được rất là nhiều ha. Nó rất là hay, cái nào mình phải công nhận là nó công nghệ bây giờ nó sẽ tốt hơn mấy công nghệ của mấy chục năm trước, mà cái mấy cục IC D1, D12 không được ha mọi người. Là cái cục IC này là mình có thể chỉnh lên cái tua của nó là 10, 14.000, 15, 16, 17, 18.000 luôn ha. Nhưng mà cục IC mình chỉnh theo chế độ là xe zin thì mình chỉnh vừa thôi, cỡ 11, 12.000 cái tua là được rồi ha mọi người. Trong cái ông IC này là khi mà mình chạy không mượt ở phân khúc nào thì mình sẽ set được cho nó, ví dụ như mình chạy lên số 2, số 3 nó là bị đờn đi đúng không mọi người, nó sạch thì chỉnh qua máy vi tính là sẽ chỉnh được cho hết đờn qua khúc đó luôn nha mọi người, và chỉnh được xăng gió xăng ti luôn nha. Để mình quay sơ cho mọi người coi nè, cái phần bảng này là mình che lại ha, tại vì cái này là cái bài, cái chiêu riêng của mỗi người thợ, ông anh mình phát gian ông set cho mình ha. Nè, tua máy là mình set lên 11.000 nè, giờ có dặn lên hết cỡ thì cũng đứng ở 11.000 không quái ha. Nè, guarantee là cứ 1.000, 1.001 đó là điều rồi, mình có thể coi được bình xăng mình ổn định hay là không nha mọi người nè. Đó, nó nổ máy nó từng nè, lâu lâu nó bị sượng cái là bình thường đó, nó sượng này nó xanh lên là cái bình zin nè, nó cũng sẽ sượng lâu lâu nổ đều mà sượng cái nha. Còn mà nổ mà dài chút cái sượng chút cái lên sọc xanh là cái bình nó hơi có vấn đề ha mọi người ha. Con này là guarantee nó đều từng nhịp luôn ha, thấy không mọi người đó. Đó, lâu lâu nó bị sượng một cái ha. Nói chung là bình xăng này thì bỏ zin thì nó sẽ vậy, như vậy thôi chứ không thể nào mà tốt hơn được nữa ha mọi người. Còn nổ hai ba cái sượng cái là không được ha. Còn đây là mức xăng gió là mọi người đó. Cái xe này hay lắm, là ở mức này là đủ xăng rồi nè. Này là mình cho hơi dư xăng chút, mình nói chung là chạy canh xăng gió kiểu này là có thể nói tự tin là chạy bao lúc nha mọi người. Đó. Thì cái gì đồ công nghệ thì nó sẽ bây giờ nó phải tốt hơn ngày xưa ha. Chứ tua máy mình nẹt lên hết cỡ nó sẽ vẫn đứng ở 11.000 nha mọi người, không bao giờ nó hơn được ha. Để mình nẹt thử cho mọi người coi ha. Mọi người thấy không, cứ là đãi set 11.000 lại lên đúng 11.000 là sẽ thấy không thể nào qua được nữa ha mọi người ha. Là mình nhờ ông anh mình set sao mà cho nó như cục IC D12 ha. Tại vì mình chơi IC zin á, vài hôm vài bữa rồi cái bắt đầu nó chết rồi, nó này nó nọ hoài cũng mệt mỏi lắm. Bây giờ thật sự kiếm IC zin thì nó cũng hơi phê, nên giờ thử nghiệm qua cục IC này. Bữa vô sân đấu thấy ông anh set map chỉnh hay quá. Người này không vừa ý ở cái dòng tua nào, số nào là vô máy vi tính chỉnh lại được hết luôn nha mọi người. Ví dụ xe anh em mà ở số 3, lên số 3 nó đờn, số 3 là sẽ ở dòng tua 4.000, 5.000 gì đó mà nó bị đờn là sẽ chỉnh được cho nó hết bị đờn ở số 3 luôn nha mọi người. Còn số 4 nha, chung là nó rất là hay. Nó cái IC IMAX mà xài remote thì nó không có xịn sò bằng cái này ha. Cái này là cái loại IC đời mới nhất ha mọi người. Đó là lúc trước vô sân ông anh mình ổng thấy thử, mình thấy hay quá, mình nay mình lên mình kêu ổng thấy cho mình. Nói chung là xăng gió chỉnh đủ, đốt đầy đủ hết là tiếng bô nghe cũng ok lắm nha mọi người.
cây chín chín ghẻ ghẻ cùi cùi nhưng mà nổ tuyệt vời ha. Chơi mà độ chọt đồ nhiều hơn thì mình sẽ set map cho cái tua máy nó cao hơn nữa ha mọi người ha. Rồi nếu mà được thì lên cái bàn dino á, là chạy thử trên bàn dino là bao nhiêu ở số nào bị sượng bị hụp bị đây để có thể chỉnh lại trên cái phần mềm của này hết rồi ha mọi người ha. Rồi anh em nào mà kiểu như thích cục IC kiểu này thì liên hệ mình hoặc là liên hệ qua ông anh mình Phát Giang ha, ông sẽ set cho một cục giống y như vậy luôn của mình luôn, là set muốn set theo kiểu D11 thì ông sẽ set cho theo kiểu D11, muốn set theo kiểu D12 thì ông sẽ set cho kiểu D12 chạy mình mượt từng phân từng phút luôn ha mọi người ha. Đó, chung là đồ công nghệ bây giờ càng ngày càng tiến bộ, mình thấy rất là ok. Cái thì cho anh em nào tín đồ zin thì mình không có bàn tới ha mọi người ha. Đồ zin thì vẫn được nhưng mà nó sẽ có những cái ví dụ như là không được chỉnh được từng khúc cái phân khúc của ga của xe mình luôn ha. Còn này là mình chỉnh được từng khúc từng nhịp luôn, ở từng số từng ga từng nước hậu nước đề nước này nọ là cục IC này nó đã giải quyết được hết mọi vấn đề luôn ha mọi người ha. Tới rồi nên hai mâm FX cho mọi người. Mình đi cái gì đó mình cũng mau chán lắm, vài hôm vài bữa là bắt đầu chán rồi, đi áo đổi phong cách xuống 99 mâm FX rồi chán rồi thì gần Tết mình chắc chơi mâm sơn mâm FX một kiếp cặp khác, sơn trắng áo xanh cá sim đó, chơi vậy cho nó đỡ chán mọi người chứ dàn áo đi hoài một ngày đi hoài ở nên mình dàn áo làm gì là ưu tiên đồ loại một bể bỏ đi cũ chén rồi đưa cho ông anh ông làm hành áo xe đua sân thì ha mọi người ha. Rồi anh em nào thấy clip này có hay thì cho mình một cái like ha, rồi cần gì cục IC này thì liên hệ mình qua số điện thoại hoặc Zalo 0924 3939 3939 ha. Cục IC đời này là không phải chỉnh bằng remote nha mọi người, phải chỉnh mà máy vi tính nha mọi người. Rồi, bye bye, xin lỗi các bạn. Liên hệ mình hoặc là liên hệ qua số điện thoại của ông anh mình ha, Phát Dĩ An ha. Rồi, có gì anh em nhắn tin mình thì mình sẽ đưa số điện thoại của ổng cho mọi người để mọi người trực tiếp liên hệ với ổng ha. Rồi, bye bye, xin chào tất cả những anh em.